Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 41 tính tích các chữ số của số nguyên dương n. Ví dụ ở đây mình sẽ đưa ra một ví dụ là n bằng 123, thì khi đó tích sẽ được tính là 1 nhân 2 nhân 3 bằng 6, đúng không ạ? Thì nó sẽ lấy tất cả các chữ số của cái số n này, số 1, số 2, số 3, đúng không ạ? Sau đó nhân lại và sẽ in ra cái kết quả là bằng 6, đúng không ạ? Rồi thì sau đây mình sẽ viết dạy cái bài tập này. Thì cũng như những cái bài tập khác thì mình sẽ phải khai báo một số cái thư viện nhỏ đó, Etido, Corneo và Math. Và tiếp theo đến hàm bên. Và trong hàm bên này thì mình sẽ cần phải khai báo một cái biến n, là cái biến là số tự nhiên mình nhập vào ấy. Rồi sau đó sẽ là biến tích. Tích này thì mình khởi tạo nó giá trị bằng 1. Đấy. Vì ở đây sau đó mình sẽ gắn tích sẽ bằng tích nhân với cái một cái số tự nhiên của số đó, nên là bắt buộc cái tích này sẽ bằng 1, đúng không ạ? Vì 1 nhân với một số nào đó thì nó không thay đổi, đúng không ạ? Rồi. Sau đó sẽ sử dụng một cái vòng lặp Dwight. Ở đây nếu như mà nó sẽ in ra cái dòng lệnh là nhập n và sau đó scan đó. Và trong khi và sau đó sẽ kiểm tra cái điều kiện, nếu như n mà bé hơn 0 thì nó sẽ bắt chúng ta nhập lại đó. Và sau đó cái này gắn tích vào một, cái này và cái này là một, ở đây không cần được. Đấy. Tiếp theo thì sẽ sử dụng một cái vòng lặp while. Ở đây có nghĩa là gì? N chấm than bằng 0, tức là gì? Nếu như mà n này nó khác 0 thì nó sẽ làm công việc sau đây. Đấy. Đầu tiên nó sẽ gắn tích bằng tích nhân cho n phần trăm 10. Cái n phần trăm 10 này tức là gì? Tức là nó sẽ lấy, đây là một cái phép chia lấy dư, đúng không ạ? Mục đích của cái phép chia lấy dư này là gì? Nó sẽ trích xuất từng cái chữ số của cái số dương n đó, đúng không ạ? Và cái n chia 10 này là gì? Nó sẽ lấy cái phần nguyên chia nguyên ấy. Đây là một cái phép chia lấy nguyên, đúng không ạ? Thì nó sẽ lấy cái phần nguyên của cái phép chia đó, đúng không ạ? Ví dụ ở đây mình đưa ra một cái ví dụ, lúc này là n bằng 123, đúng không ạ? Ví dụ ở đây mình ra số n đây bằng 123, đúng không ạ? Thì nó sẽ chia dư trước. Đầu tiên thì nó sẽ trích xuất cái số 3 này trước, đúng không ạ? Nó lấy cái số 3 này trước bằng cái cách là n phần trăm 10, đúng không ạ? Thì nó sẽ ra kết quả là 3, đúng không ạ? Thì sau đó nó sẽ tiếp tục tính cái n. N lúc này sẽ bằng n chia 10. Tức là lúc này nó sẽ phép chia của nó sẽ là lấy 123 mà chia cho 10, và nó sẽ được kết quả bao nhiêu đó thì nó sẽ lấy cái phần nguyên của cái kết quả đó, đúng không? Cái phần nguyên của kết quả đó chính là cái số 12 này, đúng không ạ? Đấy, nó lấy cái số 12 này thì tiếp tục nó lại cứ chia cho 10 và sau đó lại tính tích. Đấy, cứ làm như thế thì nó sẽ lấy lần lượt lấy được tất cả các cái chữ số của cái số dương n này đó. Và sau khi đã tính được cái tích này thì nó sẽ in ra cái kết quả ở trên cái màn hình, và sau đó sử dụng cái get, câu lệnh get để dựng màn hình và return. Đấy. Thì đây là cái đoạn code của cái chương trình này, và mình sẽ chạy cái chương trình này cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ nhập là 123, đúng không ạ? Như cái ví dụ mình đã đưa ra, đúng không ạ? Thì ở đây tích của nó sẽ bằng 6, đúng không ạ? Rồi. Đây, các bạn đã thấy thì tích của nó là 6, đúng không ạ? Vậy khi nếu như mình nhập với cái số n mà có một chữ số 0 ở trong đó, đúng không ạ? Thì như thế nào? Ví dụ là 102 đi. Đấy, chúng mình nhập là n bằng 102, đúng không ạ? Đấy, thì nó đã in ra kết quả là bằng 0, đúng không ạ? 1 nhân 0 nhân 2 thì nó sẽ bằng 0, đúng không ạ? Đấy.
Thì ở cái bài tập này thì các bạn chỉ cần lưu ý ở những cái chỗ là làm thế nào để trích xuất từng chữ cái của cái số n này ra thôi. Và sau đó thì việc tính tích thì nó khá đơn giản đúng không ạ? Thì trên đây là cái bài tập tính tích các chữ số của số nguyên dương n. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.